Thưa quý vị và các bạn, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác nội chính từng thời kỳ, trải qua các giai đoạn đến năm 2013, Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên được tái thành lập. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 10 năm qua, Ban Nội chính tỉnh ủy đã thực hiện tốt các vai trò, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 10 năm ngày tái thành lập Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên, mùng 1 tháng 7 năm 2013, mùng 1 tháng 7 năm 2023. Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên được tái thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh với phòng nội chính tiếp dân thuộc văn phòng tỉnh ủy. 10 năm là khoảng thời gian không dài trong chặng đường gần 60 năm truyền thống ngành nội chính của Đảng. Tuy nhiên, Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vấn đề mới phức tạp nảy sinh để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, mong muốn của nhân dân về việc tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên 900 văn bản được tham mưu xây dựng ban hành trong 10 năm qua về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, công tác tham mưu của Ban Nội chính tỉnh ủy, nhất là tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp quyết liệt về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi bản lĩnh, trình độ và kiến thức chuyên sâu. Anh em tôi cũng phải trau dồi trong cái quá trình làm việc, cũng phải học tập và nâng cao các cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu làm sao mà đúng và trúng và có hiệu quả. Tháng 6 năm 2012, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên được thành lập do đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Từ khi đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo đã tạo những chuyển biến rõ rệt và đạt nhiều kết quả nổi bật. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Ban Nội chính tỉnh ủy thường xuyên chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính, đề xuất rà soát các vụ án vụ việc đưa vào diện Ban thường vụ, Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo đôn đốc. Trong 10 năm qua, thì Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính đã tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy, với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh là rà soát đưa 37 vụ án, vụ việc có tính chất nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo đôn đốc. Đặc biệt là từ khi mà thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh từ tháng 6 năm 2002 đến nay, thì riêng một năm qua đã chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính rà soát đưa 7 vụ án, một vụ việc vào Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Trong đó đến nay điều tra, truy tố và xét xử xong 3 vụ án. Ban Nội chính tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể như là một số lĩnh vực như là các cơ quan cung cấp tài liệu còn chậm, hay cái việc định giá tài sản còn chậm, giám định còn chậm, thì có văn bản để chỉ đạo. Do vậy là cái việc giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử thuận lợi hơn. 10 năm qua, Ban Nội chính tỉnh ủy cũng tiến hành kiểm tra, rà soát trên 2.600 kết luận thanh tra kinh tế xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả, triệt để kết luận thanh tra kiến nghị, tránh tình trạng đánh trống bỏ rùi, đồng thời tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết gần 4.000 đơn thư. Chúng ta nhất định phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự tự giác và thống nhất cao về ý chí hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan khối nội chính cần tăng cường phối hợp chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu giúp tỉnh ủy và ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác nội chính cũng như là cải cách tư pháp. Cần phải làm tốt hơn nữa về rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán về kinh tế xã hội để phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi có dấu hiệu tội phạm. Thành tựu 10 năm qua sẽ là tiền đề kinh nghiệm để Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.